Hôm nay về một con spinner mới. Con này ở bên Trung Quốc nó gọi là Bao Giao 03. Có thể nói nó là version 2 của con Pinbug. Con này mình phải pre-order trước tận 3 tháng. First batch release của nó. Hôm nay bóc cho anh em xem nha, vừa về xong. Cái hộp này nó đóng kiểu chống sốc này không hay lắm. Bên trong không có xốp. Bên trong không có xốp chống sốc. Nó quấn đỡ bằng cái túi phóng xốp này. Trông không xịn sò. Còn nguyên siêu. Con này giá hiện tại nó tầm khoảng 12 triệu cho bản Chiconium. Cấu tạo thì anh em nhìn nó hơi giống con Pinbug. Hai co, một co ở giữa và thân khi xoay nó có thể xoay ra. Pin bắc xoay chỉ có 6 cánh thôi. Con này có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cánh. Cánh to và cánh phụ nhỏ hơn nữa này. Một là cánh to này, hai là cánh phụ nhỏ này. Con này chỉ cần mở một cái lực xoay rất là nhẹ thôi là cánh nó đã xoay ra rồi, không như con Pinbug thì là phải búng khá là mạnh thì nó mới ra được, cánh nó mới bung. Và con này so với cả con Pinbug thì nó có một cái điểm mình nhìn ở đây là thấy không thích bằng này. Đó là cái co này. Cái co này của con Pinbug gắn được nhiều chi hơn. Con này không gắn được chi tiêu. Đấy. Cái co này không có lỗ gắn chi tiêu. Anh em thấy chưa? Không có lỗ gắn. Còn con của Pinbug nó có lỗ gắn chi tiêu. Anh em nào thích chơi phát sáng thì chắc là sẽ thích con Pinbug hơn. Trong con này mà muốn nhìn quay đẹp, quay ảo diệu thì phải mang ra nắng quay thì mới đẹp được. Mai mình sẽ thử mang ra nắng. Bản này là bản full cắt mờ, không phải bản bóng anh em nhé. Nó không bóng loáng, giống như kiểu con Pinbug nó version chứ con Niu nó bóng loáng lên. Con này bóng vừa vừa thôi. Con này lắp chi cũng có 6 6 độ chi ở thân này. Và có lẽ là đây là cái cánh này cũng có thể lắp được chi này. Thế cái con này mà lắp full là cũng 6 6 12 18 chi 18 chi. Nhưng mà cái nút cái co bên trong này thì không lắp được chi. Co pin buck thì sẽ ngon hơn, chắc là mình sẽ phải lấy co pin buck đổi vào đây thôi. Ok, quick review như thế cho anh em. Ngày mai mình sẽ tháo con này ra cho anh em nhìn cấu tạo bên trong của nó. Cảm ơn anh em.